Chiều nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Phiên họp lần này, Hội đồng Nhân dân thành phố đã nghe Ủy ban Nhân dân báo cáo việc triển khai các nghị quyết sau kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 cùng các nội dung qua giám sát của Thường trực và các ban Hội đồng Nhân dân thành phố. Trong đó nổi bật là tình hình triển khai trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt ở các khu vực đường Lê Thanh Nghị và khu vực Sơn Trà. Tiến độ triển khai đồ án quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Tại đây, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã nghe báo cáo về kết quả xử lý hơn 45 đơn thư của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, chuyển Ủy ban Nhân dân thành phố. Qua theo dõi, giám sát, đến nay Ủy ban nhân dân thành phố đã giải quyết trả lời dứt điểm đối với 9 trường hợp. Các trường hợp còn lại đang được Ủy ban nhân dân thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý giải quyết. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Trần Phước Sơn đánh giá cao sự nỗ lực hiệu quả trong chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố thời gian qua, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện các nội dung nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành, định kỳ hàng quý báo cáo kết quả cho Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố nhất là những nội dung có cam kết tiến độ thời gian thực hiện và hoàn thành trong năm 2023. Cùng với đó là tích cực rà soát giải quyết, trả lời dứt điểm các trường hợp đơn thư kéo dài, chỉ đạo ban tiếp công dân thành phố, các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các quận huyện trả lời đơn thư công dân, báo cáo thường trực hội đồng nhân dân thành phố theo đúng thời hạn yêu cầu.